tuổi già, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm của cơ thể khi ngừng tập thể dục 2 tuần, xem còn sống khỏe, sống thọ. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Ai trong chúng ta cũng đều nhận thức rõ những lợi ích của thói quen tập thể dục đều đặn đối với sức khỏe dù đang ở trong mọi độ tuổi nào đúng không ạ? Tuy nhiên, bạn biết không, trên thực tế lại cho thấy đa số người cao tuổi trên 60 ở Việt Nam vẫn còn khá lười vận động. Chúng ta thường viện nhiều lý do để trì hoãn việc tập luyện, dù biết rõ rằng không tập thể dục có thể dẫn đến căng thẳng, thiếu tập trung, béo phì và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ hay các bệnh liên quan đến người cao tuổi khi về già. Nhưng liệu rằng điều gì sẽ xảy ra đến cơ thể nếu chúng ta chỉ ngừng tập thể dục trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như từ 3 ngày đến 2 tuần? Điều này có thể gây ra những thay đổi đáng kể và tiêu cực cho cơ thể. Và bạn có biết rằng theo thời gian cơ bắp cũng có thể bị mất đi nhanh chóng nếu không có quá trình duy trì tập luyện không? Chỉ sau một ngày không vận động, bạn có thể mất đi 1/4 cơ bắp. Và trong thời gian ngắn ngủi đó, các khớp theo đó cũng sẽ trở nên cứng hơn và giảm tính linh hoạt, từ đó khiến cho bạn rất dễ dàng gặp phải chấn thương. Vì thế bạn hãy cùng với Chuyện Nhân Quả tìm hiểu về chủ đề này trong chương trình ngày hôm nay nhé. 5THAI đổi QUAN trọng nhất xảy RA với cơ thể KHI ngừng tập thể dục TRONGHAI tuần. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 5 thay đổi nghiêm trọng nhất xảy ra trong cơ thể khi ngừng tập thể dục trong 2 tuần nhé. Điều đầu tiên mà bạn dễ dàng nhận thấy nhất là sự giảm sút về sức mạnh và sức bền. Khi không vận động, cơ bắp của bạn sẽ bắt đầu teo đi và lúc đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn khi cố gắng thực hiện các hoạt động hàng ngày. Thứ hai, hệ thống tim mạch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó làm giảm khả năng bơm máu và cung cấp oxy cho các cơ quan trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến tăng huyết áp và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khi về già. Thứ ba, đó là sự suy giảm về khả năng chuyển hóa chất. Khi không tập thể dục, cơ thể của chúng ta sẽ chuyển hóa chậm chạp hơn, từ đó dẫn đến tích tụ mỡ và tăng lượng cholesterol tồn đọng trong cơ thể. Thứ tư, hệ xương cũng sẽ yếu đi do thiếu sự linh hoạt từ các hoạt động thể chất thường ngày, từ đó làm tăng nguy cơ bị loãng xương và gãy xương. Cuối cùng đó là tinh thần của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó làm gia tăng sự xuất hiện các triệu chứng căng thẳng, lo âu và trầm cảm rất thường gặp ở người cao tuổi ngoài 60. Nhưng đừng lo lắng nhé, vì trong phần cuối của chương trình hôm nay chúng tôi cũng sẽ giới thiệu 3 bài tập đơn giản mà các bạn chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Những bài tập này sẽ giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, tăng cường sức bền và cải thiện tâm trạng, giúp các bạn giữ được một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì thế bạn tuyệt đối đừng bỏ qua nhé. Tác động của việc ngừng tập thể dục trong 2 tuần lên hệ cơ bắp người cao tuổi. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật về hệ cơ bắp của con người nhé. Bạn biết không, cơ thể chúng ta ngay cả khi không tập thể dục vẫn sẽ luôn hoạt động. Khi đứng dậy hay duy trì một tư thế thì các cơ bắp của chúng ta vẫn đang làm việc. Tuy nhiên, trong môi trường không trọng lực, ví dụ như trên trạm vũ trụ quốc tế, cơ bắp không cần hoạt động để duy trì tư thế, từ đó dẫn đến mất mát khối lượng cơ bắp một cách nhanh chóng. Tương tự, khi nằm liên tục trên giường, lưng của chúng ta sẽ chịu toàn bộ trọng lực và các cơ bắp khác không cần hoạt động, dẫn đến hiện tượng mất cơ bắp. 1. Mất đi 1/4 sức mạnh cơ bắp. Trước tiên, chúng ta hãy nói về sự thay đổi nguy hiểm đầu tiên nhé. Mất đi 1/4 sức mạnh cơ bắp chỉ sau 2 tuần không vận động. Thí nghiệm tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch, đã cho thấy chỉ cần 2 tuần không hoạt động, khối lượng cơ bắp của con người sẽ có thể giảm đáng kể. Để tôi minh chứng cho bạn nhé, trong nghiên cứu này, các đối tượng trẻ tuổi, trung bình 23 tuổi, và người già, trung bình 68 tuổi, đã bị cố định chân và không được phép di chuyển trong 2 tuần. Kết quả cho thấy, nhóm người trẻ tuổi mất 28% sức mạnh cơ bắp, trong khi đó nhóm người già cũng đồng thời mất 23%. Khối lượng cơ bắp ở người trẻ giảm 485 gram và ở người già giảm 250 gram. Đây là một lượng cơ bắp rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn đó các bạn ạ. Có thể bạn nghĩ rằng người trẻ mất nhiều cơ hơn, nhưng điều đó không đúng. Dù người cao tuổi tuy mất ít cơ hơn về mặt khối lượng, nhưng tốc độ suy giảm sức mạnh cơ bắp gần như giống nhau. Điều này có nghĩa là chất lượng cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào khối lượng cơ bắp mà là sức mạnh của chúng. Dù có nhiều cơ bắp, nếu không sử dụng và không có sức mạnh, thì cũng không có ý nghĩa gì. Một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng, sau 2 tuần không hoạt động, người cao tuổi sẽ cần phải mất đến 6 tuần để lấy lại sức mạnh cơ bắp như trước. Điều này có nghĩa là thời gian lấy lại sức mạnh cơ bắp lâu gấp 3 lần so với thời gian mất đi. Mặc dù có hiện tượng trí nhớ cơ bắp,
giúp cơ bắp trở lại dễ dàng hơn, nhưng điều này chỉ áp dụng cho những người còn trẻ tuổi. Khi chúng ta già đi, quá trình khôi phục và xây dựng lại cơ bắp sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều các bạn ạ. 2. Ảnh hưởng đến các khớp. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang tác động tiêu cực thứ hai, ảnh hưởng đến các khớp. Nếu như các bạn không tập thể dục trong 2 tuần, cơ thể sẽ thay đổi theo cách đáng sợ hơn. Các khớp sẽ bắt đầu cứng lại chỉ sau 3 ngày không vận động. Điều này không chỉ làm cho các khớp yếu đi mà còn làm giảm khả năng cử động, từ đó dẫn đến tình trạng thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp là khi khả năng cử động của khớp giảm và khớp trở nên cứng, và các cử động bị hạn chế do các mô mềm và sợi collagen bao phủ các khớp trở nên cứng lại. Một yếu tố khác góp phần là sự suy yếu của các cơ bắp vận động các khớp. Khi các khớp trở nên cứng hơn, các cơ bắp xung quanh cũng yếu đi, dẫn đến vòng luẩn quẩn của việc giảm vận động. Hội chứng không vận động là một tình trạng cản trở cuộc sống hàng ngày, gây ra yếu cơ, giảm lưu lượng máu, và đặc biệt là co rút khớp. Khi khớp không được di chuyển trong 3 ngày, các mô xung quanh sẽ bắt đầu teo và dính lại, gây ra tình trạng co rút. Và sau 7 ngày, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn và làm cho các khớp rất khó cử động. 3. Ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Ngoài ra, hoạt động của hệ thần kinh ở người cao tuổi cũng sẽ bị ảnh hưởng khi chúng ta không vận động. Hệ thần kinh giao cảm, hệ thống làm tăng huyết áp và duy trì lưu lượng máu lên não, sẽ hoạt động kém hiệu quả khi chúng ta nằm liệt giường trong thời gian dài. Điều này gây ra hiện tượng chóng mặt và mất thăng bằng khi đứng dậy sau một thời gian dài không vận động. Khi hệ thần kinh giao cảm hoạt động kém, máu không được lưu thông hiệu quả lên não, dẫn đến cảm giác choáng váng và mất thăng bằng. Không chỉ hệ thần kinh tự trị, mà cả hệ thần kinh vận động cũng sẽ bị suy yếu khi chúng ta không vận động đó các bạn ạ. Dây thần kinh vận động là những dây thần kinh truyền lệnh từ não đến các cơ để cử động. Khi người cao tuổi chúng ta không cử động tay trong một thời gian dài thì lúc này các dây thần kinh vận động cũng sẽ trở nên yếu đi, làm cho việc gửi lệnh đến các cơ trở nên kém hiệu quả. Điều này giống như khi các bạn cố gắng đi xe đạp sau một thời gian dài không đạp, cơ thể sẽ không thể di chuyển dễ dàng và thoải mái như trước, mặc dù cho bạn vẫn biết cách đạp xe. Chỉ một vài ngày không hoạt động có thể làm suy yếu không chỉ cơ bắp, mà còn cả các khớp và dây thần kinh của chúng ta. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người, đặc biệt là người cao tuổi với khả năng phục hồi kém hơn. 4. Tích tụ mỡ thừa. Bạn biết không, nếu không tập thể dục hay ít vận động trong 2 tuần, cơ thể chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chỉ trong 1 tuần không vận động, cơ thể sẽ tích tụ mỡ thừa và tăng cân khoảng 1 kg. Các bạn có thể nghĩ rằng không tập thể dục sẽ giúp giảm cân vì cơ bắp sẽ giảm, nhưng thực tế là ngược lại. Khi ngừng tập thể dục, cơ bắp mà chúng ta đã xây dựng sẽ dần được thay thế bằng mỡ, và cơ thể sẽ trở nên lỏng lẻo hơn. Tuy nhiên, việc tăng cân này không chỉ là do mỡ thừa mà còn do sự tích tụ của chất thải trong cơ thể. Không tập thể dục hàng ngày sẽ khiến hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng táo bón. Khi đó, phân sẽ tích tụ trong đường ruột và khiến cân nặng của chúng ta tăng lên. Một thông tin thú vị là nếu không đi đại tiện trong 1 tuần, các bạn có thể tích tụ khoảng 1 kg phân trong đường ruột. Mặc dù không phải toàn bộ trọng lượng của 1 kg phân đều tích tụ trong cơ thể, nhưng một lượng phân nhất định sẽ tích tụ, dẫn đến việc cân nặng của các bạn tăng lên. Ngoài ra, khi không vận động, quá trình trao đổi chất cơ bản trong cơ thể chúng ta cũng sẽ giảm, số lượng vi khuẩn có hại trong đường ruột tăng lên, trong khi lợi khuẩn giảm đi rõ rệt. Điều này cũng góp phần vào việc tăng cân. Do đó, việc duy trì tập thể dục đều đặn là rất quan trọng để giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt và tránh tình trạng tăng cân không mong muốn. Ngoài ra, hoạt động của hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng khi chúng ta không vận động. Hệ thần kinh giao cảm, hệ thống làm tăng huyết áp và duy trì lưu lượng máu lên não, sẽ hoạt động kém hiệu quả khi chúng ta nằm liệt giường trong thời gian dài. Điều này gây ra hiện tượng chóng mặt và mất thăng bằng khi đứng dậy sau một thời gian dài không vận động. Khi hệ thần kinh giao cảm hoạt động kém, máu không được lưu thông hiệu quả lên não, dẫn đến cảm giác choáng váng và mất thăng bằng. Chỉ một vài ngày không hoạt động có thể làm suy yếu không chỉ cơ bắp, mà còn cả các khớp và dây thần kinh của chúng ta. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người, đặc biệt là người cao tuổi với khả năng phục hồi kém hơn. Vì vậy, việc duy trì tập thể dục đều đặn là rất quan trọng. Nhiều người thường phàn nàn về tình trạng mỏi và nhức chân sau một chuyến bay dài. Đây là biểu hiện của tình trạng máu đông trong tĩnh mạch chân, và nếu không được giải quyết, nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Khi máy bay hạ cánh và các bạn đứng dậy, cơ bắp chân co bóp,
làm cho các cục máu đông có thể bật ra khỏi tĩnh mạch. Những tĩnh mạch này đưa máu từ ngoại vi về tim, nhưng trước khi máu quay trở lại tim, nó phải đi qua phổi để trao đổi khí. Trong phổi, các mạch máu nhỏ hơn và các cục máu đông dễ dàng bị mắc kẹt, gây tắc nghẽn. Khi điều này xảy ra, nó dẫn đến chứng huyết khối tĩnh mạch phổi, khiến con người không thể thở mặc dù đường thở hoàn toàn thông thoáng. Đây là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong đột ngột. Huyết khối tĩnh mạch phổi không chỉ xảy ra khi đi máy bay. Bất kỳ lúc nào cơ bắp chân của các bạn không cử động trong khoảng 6 đến 8 giờ, như khi nằm liệt giường hay trong các trường hợp bệnh tật kéo dài, nguy cơ hình thành cục máu đông tăng lên đáng kể. Đối với người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người bị hạn chế vận động, nguy cơ này càng cao hơn. 5. Thay đổi trong hệ tiết niệu. Không chỉ dừng lại ở đó, việc không vận động trong thời gian dài còn gây ra những thay đổi tiêu cực khác trong cơ thể. Chúng ta sẽ chuyển sang tác động nguy hiểm thứ 5, thay đổi trong hệ tiết niệu. Nếu không tập thể dục trong 2 tuần, máu có thể xuất hiện trong nước tiểu, gây đau đớn và khó chịu. Điều này xảy ra khi cơ thể mất đi sự tuần hoàn và sức mạnh cần thiết để duy trì các chức năng cơ bản. Xương của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không vận động. Teo xương là tình trạng mất dần chất xương, làm giảm độ cứng và chắc chắn của xương. Khi xương teo lại, lượng canxi trong xương bị giải phóng vào máu, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như rối loạn nhịp tim và táo bón. Teo xương khiến xương trở nên yếu đuối và dễ gãy, đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi. Việc không vận động trong vài ngày có thể dẫn đến mất cơ, co rút khớp và teo xương, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Để tránh những hậu quả nghiêm trọng này, các bạn nên duy trì việc tập thể dục đều đặn, ngay cả những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hay tập yoga cũng có thể mang lại lợi ích lớn. Khi không vận động, cơ thể chúng ta phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng. Một trong số đó là tình trạng mất canxi từ xương vào máu. Xương bị teo do ít vận động khiến canxi tích tụ trong máu. Để ngăn ngừa tổn hại, cơ thể sẽ cố gắng loại bỏ canxi qua nước tiểu. Thông thường, nước tiểu được sản xuất bởi thận, đi qua các ống niệu quản hẹp và được lưu trữ tại bàng quang trước khi thoát ra ngoài qua niệu đạo. Khi lượng canxi quá lớn, nó có thể tích tụ trong niệu quản, biến thành các viên sỏi đường tiết niệu. Sỏi này không chỉ gây đau đớn mà còn có thể làm tắc nghẽn niệu quản, gây ra tình trạng máu trong nước tiểu. Mỗi khi nước tiểu cố gắng đi qua niệu quản bị tắc, các bạn sẽ cảm thấy cơn đau dữ dội, khó chịu. Tưởng tượng máu lẫn trong nước tiểu đủ để khiến chúng ta lo lắng về sức khỏe của mình. Việc thiếu tập thể dục không chỉ dẫn đến sỏi tiết niệu mà còn nhiều hệ quả khủng khiếp khác. Một số người có thể nghĩ rằng, tôi không tập thể dục mà vẫn sống bình thường đấy thôi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu các bạn có chắc mình đang hoàn toàn khỏe mạnh mà không có sự giám sát y tế? Với tôi, sức khỏe luôn là điều cần được phòng tránh hơn là chữa trị. Những ai thực sự quan tâm đến sức khỏe sẽ nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Điều này không chỉ giúp các bạn tránh được những cơn đau từ sỏi tiết niệu mà còn nhiều vấn đề khác như mất cơ, co rút khớp và rối loạn hệ thần kinh. Các bạn thân mến, trong phần trên chúng ta đã đề cập đến nhiều thay đổi nguy hiểm khi không tập thể dục, mất 1/4 sức mạnh cơ bắp chỉ trong 2 tuần, cứng khớp sau 3 ngày, tăng cân do chất thải tích tụ, máu đông dẫn đến nguy cơ ngừng thở sau 6 giờ không vận động và sỏi niệu quản sau vài ngày. Những thay đổi này không chỉ làm suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của chúng ta khi càng cao tuổi, đúng không nào? Thế nhưng, tình trạng không phải là không có cách khắc phục. Chỉ cần dành một ít thời gian mỗi ngày để vận động, các bạn có thể duy trì sức khỏe của mình một cách hiệu quả. Nhiều người có thể ngần ngại khi nghĩ đến việc phải tập thể dục 30 phút mỗi ngày hoặc tham gia vào các bài tập cường độ cao. Tuy nhiên, chỉ cần một vài phút mỗi ngày với các bài tập đơn giản, các bạn đã có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của mình. Hãy bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, duỗi cơ hay yoga. Những hoạt động này không chỉ giúp cơ thể duy trì sự linh hoạt mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm do thiếu vận động. Đừng để sức khỏe của mình bị ảnh hưởng chỉ vì sự lười biếng hay thiếu quyết tâm nhé. Và tiếp theo trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những bài tập thể dục ngắn hạn và lợi ích đáng kể mà chúng mang lại, đặc biệt hướng đến đối tượng người cao tuổi. Trong cuộc sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để thực hiện những bài tập kéo dài hàng giờ. Nhưng hãy thử nghĩ, liệu chúng ta có thể duy trì sức khỏe chỉ với một phút mỗi ngày không? 3 bài tập thể dục đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe. Đúng là việc tập luyện đều đặn và kéo dài mang lại hiệu quả cao,
Nhưng không phải ai cũng có thể duy trì thói quen này. Theo quan sát của tôi, trong số những người bạn và người quen, chỉ có rất ít người có thể duy trì việc tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, đừng nản lòng vì không phải cứ tập luyện nhiều mới mang lại sức khỏe tốt. Các bệnh mãn tính như tiểu đường và huyết áp cao có thể được ngăn ngừa không chỉ qua việc tập thể dục mà còn thông qua chế độ ăn uống hợp lý. Thay đổi thói quen ăn uống thường dễ dàng hơn và cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh tật rất hiệu quả. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến các bạn 3 bài tập đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện, giúp duy trì sức khỏe chỉ với 1 phút mỗi ngày. 1. Bài tập lắc cánh tay. Bài tập đầu tiên là lắc cánh tay. Các bạn chỉ cần ngồi và thực hiện động tác này. Duỗi thẳng hai tay sang hai bên cơ thể, sau đó xoay lòng bàn tay 360 độ. Việc này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cho cánh tay mà còn ngăn ngừa co rút ở cổ tay, khuỷu tay và khớp vai. 2. Bài tập kiễng chân. Tiếp theo, hãy thử bài tập kiễng chân. Đứng lên, kiễng chân lên cao rồi từ từ hạ xuống trong 3 giây. Chỉ cần 1 phút mỗi ngày, động tác này sẽ giúp cơ bắp chân của các bạn khỏe mạnh hơn và ngăn ngừa cục máu đông. Bài tập này có thể thực hiện kết hợp với bài tập lắc cánh tay để đạt hiệu quả toàn thân. 3. Đi bộ sau bữa ăn. Cuối cùng, hãy dành 2 phút để đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn cũng giúp cải thiện lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi để duy trì sức khỏe tốt. Sự quan trọng của tập luyện ngắn hạn. Những bài tập ngắn hạn không chỉ dễ thực hiện mà còn giúp giải quyết những vấn đề sức khỏe trong thời gian ngắn, chẳng hạn như giảm nguy cơ đông máu, tăng cường sức mạnh cơ bắp và cải thiện hệ tuần hoàn. Việc tập thể dục không cần phải phức tạp hay tốn nhiều thời gian. Chỉ cần một vài phút mỗi ngày, các bạn đã có thể duy trì sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh tật. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, tạo thói quen tập thể dục ngắn hạn để duy trì sức khỏe tốt nhất cho mình và gia đình. Chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc tập thể dục mà còn bao gồm việc duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống dinh dưỡng và giữ cho tinh thần luôn vui vẻ. Cuộc sống là vô giá và mỗi chúng ta đều phải biết quý trọng sức khỏe của mình. Khi chúng ta già đi, sức khỏe càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cơ thể không còn khả năng phục hồi nhanh chóng như khi còn trẻ, vì vậy việc duy trì những thói quen tốt là điều cần thiết. Trong phần này, chúng tôi đã giới thiệu 3 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả, lắc cánh tay, kiễng chân và đi bộ sau bữa ăn. Chỉ cần dành ra 3 phút mỗi ngày cho 3 bài tập này, các bạn sẽ thấy sự cải thiện đáng kể trong sức khỏe của mình. Không cần phải cố gắng quá mức, chỉ cần thực hiện những bước nhỏ nhưng đều đặn, các bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Khi chúng ta bước qua tuổi 60, việc chấp nhận và thích nghi với sự thay đổi của cơ thể là bước đi quan trọng trên con đường hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn khi về già. Thực tế, không chỉ việc uống nước và tập thể dục là chìa khóa duy trì sức khỏe cho người cao tuổi. Mỗi người mang trong mình một cơ thể với những yếu tố sức khỏe và thể chất riêng biệt. Đi đôi với quá trình lão hóa, cơ thể của người cao tuổi chúng ta thường phải đối mặt với nhiều hạn chế về sức khỏe như vấn đề về thận, tim mạch hay các vấn đề khác. Nếu muốn sống khỏe mạnh và trường thọ khi về già, bạn không cần nhất định phải uống nhiều nước và tập thể dục quá nhiều để duy trì sức khỏe, mà chỉ cần ghi nhớ 5 nguyên tắc trường thọ sau đây. Chuyện nhân quả sẽ chia sẻ đến các bạn. Hãy cùng lắng nghe để xem bạn hay người thân của mình đã có những thói quen này hay chưa nhé. 1. Giấc ngủ ngon rất quan trọng. Càng lớn tuổi, chúng ta thường phải trải qua những thay đổi nhỏ liên quan tới giấc ngủ. Chẳng hạn như buồn ngủ sớm hơn, thức dậy sớm hơn hoặc ngủ ít sâu giấc hơn. Tuy nhiên, giấc ngủ bị xáo trộn, thức dậy mệt mỏi mỗi ngày và các triệu chứng mất ngủ khác là những dấu hiệu bất thường của giai đoạn lão hóa. Giấc ngủ cũng quan trọng đối với sức khỏe, thể chất và cảm xúc như khi còn trẻ. Sống lâu trăm tuổi là ước mơ của tất cả chúng ta trong cuộc sống này. Nhưng sống lâu thôi chưa đủ, ta còn cần phải sống khỏe. Vì chỉ khi có sức khỏe, chúng ta mới có năng lượng để tận hưởng cuộc sống. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều tấm gương sống thọ. Thông qua việc tìm hiểu những thói quen sống này, chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm để điều chỉnh cuộc sống của mình khoa học và lành mạnh hơn. Ở vùng nông thôn Hoàng Hoa, Hà Bắc, Trung Quốc, có một cụ bà tên họ Giang, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười hiền hậu.
Cụ Giàn, 106 tuổi, là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và cách sống lành mạnh. Đứa con trai út của cụ bây giờ đã bước sang tuổi 70, cũng chứng minh sự hiệu quả của lối sống mà cụ Giàn luôn gìn giữ. Khi được phóng viên hỏi về bí quyết sống thọ, cụ Giàn trả lời: bí quyết trường thọ không phải là uống nước hay tập thể dục. Nó chỉ đơn giản là hai từ quý giá: ngủ và ăn. Cụ Gia nói đi ngủ sớm và ngủ thật ngon là bước đầu tiên để có thể tạo dựng một lịch trình sinh hoạt khoa học đúng giờ. Cụ thường đi ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đối với cụ bà Giang, giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để cơ thể phục hồi và tái tạo. Bằng cách giữ cho giấc ngủ đủ và đều đặn, cụ đã giúp cơ thể của mình duy trì sức khỏe tốt và tránh xa nhiều căn bệnh. Đúng là như vậy, giấc ngủ là liều thuốc bổ số 1 trên thế giới. Một giấc ngủ ngon có thể loại bỏ sự mệt mỏi của cơ thể, giúp cho các dây thần kinh não, nội tiết, các hoạt động tim mạch, tiêu hóa, hô hấp được thúc đẩy và tự phục hồi. Người lớn tuổi ngủ không ngon có nhiều khả năng bị trầm cảm, gặp phải các vấn đề về sự tập trung và trí nhớ. Ngủ không đủ giấc cũng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho người cao tuổi, bao gồm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, các vấn đề về cân nặng và ung thư vú ở phụ nữ. Để có một giấc ngủ ngon và không bị ngắt quãng khi về già, chúng ta nên đặc biệt lưu ý một vài thói quen sau đây. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử. Không ít người thường hay có thói quen sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử để xem tin tức hay chương trình mà mình yêu thích thì mới có thể đi ngủ được. Thực tế đây là thói quen không hề tốt. Ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị di động không chỉ làm mờ mắt chúng ta vào ban ngày mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực vào ban đêm, đặc biệt đối với người cao tuổi. Mặc dù ánh sáng xanh có thể hữu ích trong việc giữ cho chúng ta tỉnh táo vào ban ngày, nhưng vào buổi tối, nó lại là kẻ thù của giấc ngủ. Nguyên nhân là do ánh sáng xanh kích thích não bộ và gây ra hiện tượng đánh lừa thị giác. Khi chúng ta nhìn vào màn hình màu xanh, não bộ sẽ tưởng tượng rằng đó là ánh sáng ban ngày, là thời điểm cần phải tỉnh táo. Điều này dẫn đến việc khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ, và sự thiếu ngủ lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe của người cao tuổi. Còn bạn, bạn thường có thói quen này trước khi đi ngủ hay không? Hãy để lại chia sẻ cho chương trình được biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Nên vận động nhẹ nhàng, thường xuyên. Tập thể dục vào ban ngày không chỉ giúp cơ thể giảm căng thẳng mà còn tạo điều kiện cho giấc ngủ dễ dàng và sâu hơn vào ban đêm, đồng thời giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng người cao tuổi nên dành khoảng 30 phút một vài lần mỗi tuần cho việc tập thể dục hoặc tham gia vào các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Thời gian tốt nhất để tập thể dục là vào buổi sáng sớm, khi không khí trong lành và mát mẻ giúp tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng cho một ngày mới. Những bài tập nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, tăng cường sự linh hoạt của cơ bắp và xương, tạo ra một tâm trạng tích cực để bắt đầu ngày mới. Việc tập thể dục đều đặn cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Khi chúng ta dành thời gian cho hoạt động thể chất trong ngày, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn vào cuối ngày và dễ dàng chuyển sang trạng thái thư giãn để ngủ. Điều này giúp bạn trải qua một giấc ngủ sâu và không bị gián đoạn, giúp cơ thể hồi phục và chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Tập thói quen đi ngủ vào các giờ cố định. Nhiều người thường có quan niệm sai lầm rằng khi già đi chúng ta cần ngủ ít hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, người cao tuổi cần ngủ ít nhất từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm để duy trì sức khỏe tốt. Thật ra, người cao tuổi thường phải trải qua những thay đổi của đồng hồ sinh học, khiến cho chúng ta thường đi ngủ và dậy sớm hơn so với người trẻ tuổi. Nếu gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ, hãy thử thiết lập một thói quen đi ngủ nhất quán mỗi đêm. Việc này sẽ giúp cơ thể thích nghi dễ dàng hơn với lịch trình ngủ của mình, đồng thời đảm bảo tạo ra một môi trường ngủ thoải mái và yên tĩnh, giảm bớt ánh sáng và tiếng ồn trong phòng ngủ.
Để có một chu kỳ giấc ngủ chất lượng hơn, hãy cân nhắc giảm thời gian ngủ 3 ngày xuống từ 10 đến 20 phút. Một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa có thể giúp cảm thấy sảng khoái hơn và tăng cường năng lượng cho phần còn lại của ngày mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của bạn. Ngủ trưa đúng cách với người cao tuổi. Một giấc ngủ trưa ngắn kéo dài từ 15 đến 45 phút không chỉ cung cấp năng lượng cần thiết cho phần còn lại của ngày mà còn giúp cải thiện sự tỉnh táo và tinh thần. Tuy nhiên, việc lựa chọn thời gian ngủ trưa cũng quan trọng không kém. Lưu ý rằng chúng ta chỉ nên ngủ trưa trong khoảng thời gian từ 15 đến 45 phút. Việc ngủ quá lâu có thể làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi hơn và gây ra sự rối loạn giấc ngủ vào buổi tối. Do đó, hãy cân nhắc và tuân thủ thời gian ngủ trưa này để đảm bảo có được sự tươi mới và năng lượng cho cả ngày dài phía trước mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của bạn. Khi chọn không gian để ngủ trưa, hãy tìm một nơi yên tĩnh và thoải mái, xa lánh ánh sáng mạnh và tiếng ồn. Điều này giúp cho quá trình nghỉ ngơi trở nên hiệu quả hơn và tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thư giãn và tái tạo năng lượng. 2. Giữ tinh thần tốt. Trên hành trình của cuộc sống, khi chúng ta bước qua tuổi 60, điều quan trọng nhất không chỉ là duy trì sức khỏe, mà còn là giữ tinh thần lạc quan và sẵn lòng chấp nhận tuổi tác của mình. Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy áp đặt bản thân và tiếp tục làm những điều mà dường như không phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại. Một ví dụ điển hình là việc ép bản thân phải tập thể dục mạnh, mặc dù cơ thể đã bắt đầu đối mặt với những hạn chế về sức khỏe và khả năng di chuyển. Điều này không chỉ không thực tế mà còn có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mắc bệnh tim. Tập thể dục quá mức có thể gây ra áp lực quá lớn cho tim, làm tăng nguy cơ cho sức khỏe và thậm chí đe dọa tính mạng. Người cao tuổi cần phải nhận thức rằng tinh thần lạc quan và sự chấp nhận về tuổi tác mới là chìa khóa để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng cách này có thể giảm bớt cảm giác cố chấp và căng thẳng, từ đó tạo ra một môi trường tâm lý tích cực hơn cho bản thân và gia đình. Mặt khác, sự cố chấp và lo lắng không chỉ tạo ra một tâm trạng tiêu cực mà còn làm suy giảm sức khỏe và dễ dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. 3. Phải đi chậm lại. Các bạn thân mến, khi chúng ta bước sang tuổi 60, không thể phủ nhận rằng các chức năng cơ thể bắt đầu suy giảm và không còn như trước. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi lối sống, đi lại chậm rãi và cẩn thận hơn. Thức dậy mỗi buổi sáng, hãy cho mình thêm một chút thời gian để tỉnh táo dần và không cần vội vàng như thời trẻ. Ăn uống cũng cần phải chậm lại để cơ thể có thời gian tiêu hóa tốt hơn và hấp thụ dưỡng chất tối đa. Không chỉ vậy, trong các hoạt động hàng ngày, hãy vận động một cách chậm rãi và thận trọng. Điều này không phải là dấu hiệu của sự vụng về, mà là sự cẩn trọng và sự chăm sóc cho cơ thể của bạn. Suy nghĩ và hành động một cách thận trọng không chỉ giúp bạn tránh được những nguy cơ và tai nạn không mong muốn, mà còn là cách sống phù hợp với sức khỏe của tuổi già. 4. Hãy tránh xa chất kích thích. Sau khi bước qua tuổi 60, việc tránh xa thuốc lá và uống rượu trở nên cực kỳ quan trọng. Dù bất kỳ độ tuổi nào, hai thói quen này cũng đều gây hại cho sức khỏe. Nhưng đối với những người cao tuổi, tác động tiêu cực có thể trở nên nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Buông thả bản thân với việc hút thuốc và uống rượu chỉ là việc tự hủy hoại sức khỏe của bản thân mà thôi. Mặc dù tuổi tác có thể khiến cho việc thay đổi thói quen khó khăn hơn, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta đánh đổi sức khỏe của mình. Đối với những người cao tuổi, sức khỏe là điều quý báu nhất. Sức khỏe tốt không chỉ giúp cảm thấy tươi trẻ hơn, mà còn giúp cho chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và không là gánh nặng cho gia đình. Không có gì quý bằng việc có thể tham gia vào hoạt động yêu thích mà không lo lắng về sức khỏe của bản thân. Vậy nên, bỏ xa hút thuốc và uống rượu sẽ là một bước quan trọng để có thể tiến gần hơn đến mục tiêu sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn khi về già. 5. Chọn chế độ ăn uống lành mạnh. Khi bước qua tuổi 60,
Việc có một chế độ ăn uống lành mạnh rất quan trọng. Chúng ta hãy tránh xa đồ ăn vặt, bao gồm đồ chiên, đồ chua, đồ nướng và đảm bảo đủ 3 bữa một ngày. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên đặc biệt chú ý cân bằng dinh dưỡng, kết hợp giữa thịt cá, rau củ đa dạng để cơ thể có đủ dinh dưỡng. Người già không nên uống quá nhiều thực phẩm bổ sung bởi tác dụng không nhiều, chỉ tốn tiền bạc. Với người cao tuổi, bảo vệ sức khỏe có vai trò rất quan trọng. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, phòng tránh nhiều bệnh tật. Ngược lại, khi chế độ dinh dưỡng thiếu hay thừa các chất đều có thể gây ra các loại bệnh nghiêm trọng khi về già. Tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng ở người cao tuổi thường là do chán ăn, ăn quá ít hoặc chế độ ăn uống không đủ dinh dưỡng. Trên thực tế còn có thể do nhiều nguyên nhân khác về thể chất tâm lý. Dinh dưỡng kém ở người già có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như hệ thống miễn dịch yếu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, dễ mắc bệnh, vết thương lâu lành. Suy dinh dưỡng cũng làm mất lớp cơ, loãng xương có thể dẫn đến ngã và gãy xương. 4. Lưu ý trong ăn uống giúp người cao tuổi ăn ngon, ngủ tốt. 1. Điều chỉnh cách ăn uống phù hợp cho người cao tuổi. Với khả năng nhai nuốt và hấp thụ dinh dưỡng giảm sút, việc chế biến thức ăn mềm và nhừ là điều cực kỳ quan trọng đối với người cao tuổi. Các món như cháo, súp, canh hầm không chỉ giúp họ dễ dàng ăn uống mà còn tối ưu hóa quá trình tiêu hóa. Cháo với cấu trúc mềm mại và dễ nhai là lựa chọn lý tưởng cho người già. Nước dùng trong súp và canh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không gây áp lực cho dạ dày. Các loại rau củ được hầm chín mềm trong các món hầm cũng dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều dưỡng chất. Bằng cách chế biến thức ăn mềm và nhừ không chỉ giúp chúng ta dễ dàng tiêu hóa mà còn đảm bảo nhận được đầy đủ dinh dưỡng từ các bữa ăn hàng ngày. 2. Không ăn kiêng, bỏ bữa đối với người cao tuổi bị đái tháo đường. Đối với người cao tuổi mắc đái tháo đường, việc duy trì một chế độ dinh dưỡng cân đối là vô cùng quan trọng. Cần cung cấp đủ dinh dưỡng mà không làm tăng đường huyết sau khi ăn và cũng không làm giảm đường huyết quá thấp giữa các bữa ăn. Khẩu phần ăn cho người bệnh cần được thiết kế đa dạng và cân đối, bao gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Việc duy trì sự cân bằng này không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết. Người cao tuổi bị đái tháo đường nên tránh ăn kiêng hoặc bỏ bữa, vì điều này có thể gây hạ đường huyết đột ngột và nguy hiểm. Hạ đường huyết đột ngột có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm, gây ra các biến chứng không mong muốn. Do đó, việc duy trì một chế độ ăn uống cân đối và đều đặn là chìa khóa quan trọng để duy trì sức khỏe cho người cao tuổi mắc đái tháo đường. 3. Hạn chế ăn thịt đỏ nếu bị rối loạn mỡ máu. Rối loạn mỡ máu là một vấn đề phổ biến, có nguyên nhân chủ yếu từ hàm lượng cholesterol cao trong máu. Do đó, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong chế độ ăn là cần giảm tiêu thụ các thực phẩm giàu cholesterol. Thịt đỏ là một nguồn cung cấp cholesterol lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể làm cho tình trạng bệnh mỡ máu trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt các loại thịt mỡ, thịt có gân và thịt có da cũng nên được hạn chế và tránh. Thay vào đó, chúng ta nên thay thế thịt đỏ bằng các loại thịt trắng như cá, gà hoặc thịt gia cầm khác. Cá và dầu cá là nguồn cung cấp omega 3, một loại axit béo có lợi cho sức khỏe tim mạch và giúp giảm cholesterol trong máu. Do đó, việc ăn cá từ 2 đến 3 lần mỗi tuần là cách hiệu quả để hỗ trợ điều trị và kiểm soát mức độ cholesterol trong máu. Cần nhớ rằng, việc cân nhắc chế độ ăn là quan trọng và việc ăn uống cân đối sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể, đặc biệt là cho những người mắc rối loạn mỡ máu. 4. Bổ sung thực phẩm giàu kẽm để tăng cường miễn dịch. Người cao tuổi thường đối mặt với sức đề kháng kém, dễ mắc phải nhiều loại bệnh, bao gồm cả các bệnh nhiễm trùng, bệnh đường hô hấp. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do chế độ ăn uống kém, gây ra thiếu hụt kẽm trong cơ thể. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Do đó, việc bổ sung kẽm là cần thiết để nâng cao sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh cho người cao tuổi.
Để bổ sung kẽm cho cơ thể, người cao tuổi có thể tìm kiếm trong các thực phẩm giàu kẽm từ các nguồn động vật và thực vật. Các nguồn động vật bao gồm thịt bò, thịt lợn nạc, hầu, ốc hến, sò cua, tôm trứng, sữa, phô mai. Ngoài ra, người cao tuổi cũng có thể tìm kẽm từ các thực phẩm thực vật như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và các loại đậu. Kết hợp các nguồn thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp người cao tuổi cải thiện hệ thống miễn dịch của mình, tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến sự suy giảm sức đề kháng. Trong cuộc hành trình của mỗi người, sống trường thọ và khỏe mạnh là điều mà mỗi người, đặc biệt là người cao tuổi luôn khao khát mong muốn. Để đạt được mục tiêu này, có 5 bí quyết quan trọng đã chia sẻ trên. Nếu tuân thủ và thực hiện đúng đắn các bí quyết này, có thể giúp cho tuổi già chúng ta có được một cuộc sống khỏe mạnh, nâng cao tuổi thọ và sống an vui hơn mỗi ngày. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.